Chào cả nhà. Hôm nay chị làm một ly siêu cay. Đây đậu hù. Còn đây là thịt bò, nấm, rong biển, kim chi. Cái này là kim chi hành. Rồi bỏ vô trút. Hành lá. Rồi cả nhà. Để cháy bò mì vô cái đó. Lạnh lắm cả nhà ơi, ở ngay trời tuyết không mà. Ôi trời ơi, lạnh quá. Yo. Mì này nghe nói là ăn cay khiếp khủng khủng khiếp luôn mà không biết đâu này. Thì ta chiên một bữa ta mới biết được. Yo. À. Bò mới nêm nêm món này. Lành quá. Lành quá. Lành lắm không chào à. Có ăn rồi. Có ăn rồi, lành lắm. Đi dòng cũng thấy hay. Đi dòng hay. Nó sẽ nước, cây nước không muốn đặt cái gì chứ đâu. Cây lắm. Cây nước mới cây này. Hai bò lên nó vào. Ừ, tuyết lành quá. Bỏ vô luôn. Lành lắm cả nhà ơi. Điểm quá, giống quá. Thôi hai bịch thôi. Hết. Đây là cái tập ơi. Cái này là tượng trưng cho ớt. Yo. Rồi, để đào đào ra cho nằm đôi chị vô nha. Cần chín đi đó. Chín xịt cho hơi mệt. Mắc to đó. Đợi 2 phút. Đợi 2 phút cả nhà ơi. Lạnh quá. Lạnh quá. Mới tuyết đâu, mới tuyết đâu. Tuyết đây bạn. Nó đừng đụng, đừng đụng, đừng đụng. Tiết này. Tiết này, tiết này. Mất ăn đó. Tiết. À lạnh quá. Coi công cốc đó. Trời sôi nữa các bạn ạ. Tiết lạnh hay. Lạnh lắm các bạn ơi. Như rờ không nọc luôn á. Lạnh quá. Tay lạnh á. Rờ tuyết chi hay lạnh hay. Giờ mà có đưa mông lên bếp thì ngon. Lạnh quá các bạn ơi. Mình là chỉ ngồi ăn thôi nhé các bạn. Mình đi chơi chơi lớn. Hôm nay chơi lớn mà. Rồi chào bố. Mình chỉ ngồi ăn thôi. Chứ mình không có làm. Rồi nấm nè, rong biển nè, trụt hết vô nè, trụt hết nha các bạn, lạnh quá, thịt bò, bò tươi, thịt bò mới mổ trong lò về, trong lịch cực cục luôn, cũng được kỹ đi, à, được kỹ thôi, vô, trụt nha, vô, em vô làm bỏ luôn hả? Đâu cái này đâu bỏ bỏ vô luôn chị. Nắp lại đi, cho xuống. Nắp lại cho sôi cho máu ăn thôi các bạn ơi. Để cho các bạn ăn bỏ thịt bò vô. Em đói lắm rồi các bạn. Bỏ đồ hũ luôn, bỏ đồ hũ luôn. Cứ hũ vào sau chứ. Cái khoan này nó đục á. Bò tươi á, bò tươi phải bỏ vô trong chín chín á cho ăn hơi tanh. Gần bò mà chẳng hơi tanh mùi bò. Bò xuống đi. Này. Ăn đi vô đi chứ đây. Anh vô ăn luôn đây. Mình thì anh mình mình thì mình không quen không biết mình ghép chi thôi. Ghép chi mới lôi dưới tuyết lên á. Mà dưa hẳn chưa lạnh lắm. Thôi để đây hơi chân lạnh nhé các bạn. Để cho tuyết hơi chân lạnh.
Hi, chào các bạn. Đừng có dễ đấy, chưa? Hết cỡ rồi. Ngoài trời mà. Không chỗ. Lắp lên này đi. À, à chén à? Không, chạy ăn cái gì này? Chạy ăn nắp. Múc nắp rồi lấy đồ ăn. Nước mố. Nước mố. Nước. Không, đừng ăn nước, nước cay lắm. Nước cay lắm. Đừng có lắc màn hình rung. Hôm nay á, tổ chức chơi lớn vườn mà lành, quá lành. Chút nữa ăn xong rồi quay tuyết ngoài vườn. Lát nữa ăn xong rồi mình quay tuyết cho. Tuyết đẹp lắm. Mà lạnh lắm. Lạnh kinh. Tội mẹ tôi đâu các bạn, mẹ tôi lành, mẹ tôi ra không được, lành lắm, bệnh. Tôi sức đề kháng tốt. Quay mẹ tôi không? Mẹ tôi ngồi trong nhà ngó. Lâu xôi các bạn, lâu xôi ta. Ơi, hắn tên lâu xôi các bạn ơi. Kèm cho ai ăn đi. Cho hành vô hết thầy. Kèm luôn nè. Đây là hành lá. Đúng rồi, đúng rồi. Sao? Lấy cái nồi to nồi nhỏ quá. Hả? Nồi nhỏ. Giảm đi, giảm không sao. Có đồ hủ muôn người để ăn được. Ăn tới, ăn tới đâu rồi? Đây là sao? Kim chi đây. Kim chi đây cả nhà ơi. Rút luôn. Mì này không thua gì mì Thái. Cấp độ 7 thì nghe gì? Cái này cấp độ mấy ta? Mà hôm nay cái nước trong cái cây. Ôi, ăn được rồi. Lành quá. Chưa, chưa ăn được cho mềm rồi. Mềm rồi, mềm rồi. Ôi, mời, mời, mời các bạn nha. Ôi. Ôi, mời các bạn. Lành quá lành rồi. Rồi mời. Good. Ngon ngon. Chưa chín. Miệng đông cứng rồi. Để kéo cái này xuống đấy. Rồi. Rồi các bạn. Cái này là rong biển các bạn ơi. Rong biển. Rong biển chứ phải bèo như mình đâu, rong biển. Lần thứ hai mình ăn rong biển đây này. Đây là thịt bò chưa chín hay là do mì cay nhuộm không, màu đỏ? Không, mì cay nhuộm màu đỏ đó. Thịt bò tại là chín rồi. Cay quá, cay quá. Đâu cay đâu. Nhìn đâu cay đâu. Ngoài này lạnh á, đâu cay.
luôn các bạn ơi. Mình ăn cay ghê lắm. Trong biển nó chật chật ngon này, ngọt. Quá ngon. Kèm thêm kim chi không? Gừng không? Đây là gừng chua. Chơi luôn. Cái này là gừng. Đấy. Gừng tỏi chua. Ngâm chua. Ngâm chua ngon lắm. Này biết ta làm hai làng thịt bò thôi, làm được cái dưa thịt bò không, thịt mì đúng không? Anh bị cái ngoài trời nó nổ cái này. Mẹ nha. Lạnh quá mẹ. Mẹ không bao được. Thương mẹ lắm. Mẹ nói nhìn ngon quá. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon không nói nên lời. Lần đầu tiên ăn chưa đủ cay các bạn ơi, cho nên là trời thêm muối nước mắm ớt mà ngon ngon. Tay đỏ hết rồi. Cái mì cay này công nhận ăn với trong biển ngon này, lộn trong biển ăn với mì cay. Hôm nay trời mấy độ? 18 20 hả? 18 à? 18 thôi. Các cái lạnh này. Cái tủ lạnh của mình á là âm mấy độ ta? 2 3 độ đó. Có 2 3 độ thôi nữa. Mà đây âm 18 độ. Trời ơi. Các cái lạnh. Càng ăn càng ngon các bạn ạ.
còn muối, còn muối chua. Ngon, thơm. Trời lạnh mà ăn mì nóng nó cứ như răng ta. Miệng mình đâu có lạnh đâu. Phải lạnh mà. Mì đâu lạnh đâu. Đây là cái miệng lạnh. Răng lạnh. Cùng đâu đấy. Mạnh quá. Chưa. Cháu có làm được không? Làm sinh bằng coi thôi, lành lắm. Đừng ai bắt trước, lành lắm. Không nên thử cả nhà đó. Quá. Quá ngon. Đồ hủ hả? Chèm lửa lại. Để nó khó đẹp. Ừ. Nhà ngồi gần nồi á, nãy giờ cũng ấm đẳng. Không lạnh lắm. Ta hôm nay ta không bóp á, bóp mì á. Để đô ra. Để đô ra. Dính nồi rồi. Xem cho các bạn ơi. Ngon quá mà. Ngon. Ui. Đúng là người Việt Nam ăn mì cay Hàn Quốc nhưng mà phải châm thêm nước mắm nha. Mắm bớt bằng hoàng á. Con đi nước mắm thực phẩm nó ngon bảo. Cày quá các bạn ơi, em chuẩn bị điếc rồi. Các bạn biết hôm nay ăn lẻ là sao không? Mẹ chưa cay, giờ cay rồi, ăn từ từ thôi, cay lắm. Bọn mình chưa có kinh nghiệm làm clip á, cho nên là quay hơi bị rắc rối, cho nên các bạn thông cảm nhá. Từ từ rồi bọn mình sẽ đầu tư thêm. Mới bước đầu chưa biết cắt phim, chưa biết bỏ chân quay, chưa biết làm gì hết á. Đây là quay sao up lên vậy thôi. Nó không cắt luôn. Làm cho vui thôi. Chân thật. Bên đây buồn quá. Ngày đi làm, tối về có 2 tiếng làm thôi các bạn ạ. Vừa nấu ăn rồi vừa quay. Ngon các bạn ơi. Ngon quá. Biệt danh mình là siêu cay. Nhìn này cay quá. Nhưng mà ngon. Càng cay càng ngon. Cái thì ăn ở đi. Ăn đi gần hết rồi. Ăn ở đi, đừng có lơ tèo gì nữa chứ. Ngồi xuống ăn đi.
càng ăn càng ngon. Càng cay càng muốn ăn. Mình thở ra lửa đấy các bạn ạ. Phèo rồi. Thôi chắc mình ăn hết chén này rồi mình thôi. Tại vì hết rồi. Mong bạn thông cảm. Lần sau mình sẽ làm 5 gói. Lần này 3 thôi. Lần sau sẽ làm 5 gói. Và một cái nồi siêu to khổng lồ. Quá. Nấm giòn hơn. Nếu mà quay trong nhà là ăn không hết nữa đâu các bạn ạ. Quay ngoài trời ăn mới hết á. Và lần này ăn hết. Mà tại ta quay video á, cho các bạn coi á. Nên là ăn hết. Ghê thật chứ. Không biết các bạn không các bạn ơi. Có 3 gói cho mấy. Ba gói mà ba đứa ăn. Nửa cái thịt bò rồi. Tại vì có nửa cái thịt bò cho nên là khó hết. Hấp vừa tay. Thôi, ngọt ngang. Thôi, các bạn có tuyết không? Các bạn có tuyết này. Chay ăn xong rồi, chay quay tiếp cho các bạn coi nhá. Mình phải tạt hết cái nồi này mới được. Cay quá cay. Quay từ từ thôi, đi từ từ thôi. Biết luôn các bạn ơi. Luôn. Biết luôn ghê quá các bạn ơi. Trời ơi, nước tuyết luôn tới bắp chân luôn, ghê thiệt chứ. Tuyết luôn đây. Thôi bye các bạn nha. Mình vô nhà đây. Lạnh bệnh. Thôi hẹn các bạn video khác nha. Nếu hay chia sẻ like giùm cháy nha. Subscribe giùm cháy nha. Bye.